Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc báo Viết Nhã Radio hôm nay. Hôm nay trên mạng đã xuất hiện hàng loạt thông tin liên tục bắt được bọ xít hút máu người. Sáng ngày 2 tháng 9, Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn Bộ Y tế đã tiếp nhận thêm bọ xít hút máu người do gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên ở tổ 42 KV8, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định bắt được để tiếp tục nghiên cứu. Đây là con bọ xít thứ ba trong vòng một tuần, được mẹ con bà Liên phát hiện và bắt tại nhà mình. Cả ba con bọ xít này có hình dáng, kích cỡ, giống hệt nhau và giống những con bọ xít hút máu người đã từng phát hiện và bắt được ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sĩ Hồ Việt Hiếu, nghiên cứu viên khoa côn trùng khẳng định, cả ba con bọ xít mà gia đình bà Liên bắt được là cùng một loài bọ xít hút máu người. Gây buồn ngủ, tuy nhiên cả ba con bọ xít này đều bụng đói vì chưa hút máu. Đây là loại bọ xít có nguồn gốc từ Trung Nam Mỹ, di cư sang châu Á và nước ta bằng con đường du lịch. Loại bọ xít này có tuổi thọ rất lâu, từ 1 đến 2 năm, đặc biệt là trong vòng 20 ngày không cho ăn uống bất cứ thứ gì thì nó vẫn sống được. Ngoài việc chích hút máu người, loài bọ xít này có thể chích hút máu ở bất kỳ loài động vật nào mà nó tiếp cận được như chó, mèo, chuột. Khi đói, nó cũng có thể chích hút nước từ những trái cây chín để sống. Tối 29 tháng 8, hai cán bộ của Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn đã đến nhà bà Liên để điều tra sơ bộ về việc bọ xít hút máu người liên tiếp xuất hiện tại đây. Viết Nhã Radio xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin chào tạm biệt.